Bạn tự tin về chất giọng của mình, bạn luôn feel trong những cuộc chơi cùng bạn bè, nhưng đôi khi màn trình diễn của bạn lại không như ý muốn do chiếc micro phản chủ. Những tiếng rè hay ru rít làm cho bạn cảm thấy nhức đầu, hay những lúc bạn hát tiếng được tiếng mất làm cho bạn cảm thấy chẳng đâu vào đâu. Nhưng các thiết bị ở tại các quán karaoke đều được các chuyên gia âm thanh của VDA cân chỉnh chính xác. Bên cạnh đó, nếu các thiết bị vẫn hoạt động bình thường thì có lẽ vấn đề ở đây là do cách cầm mic của bạn chưa chính xác. Hôm nay Xuyên sẽ bật mí cho các bạn cách cầm mic đúng chuẩn do các chuyên gia của VDA chia sẻ nhé. Khi cầm micro trên tay, hãy lưu ý vị trí đứng của bạn, từ đó điều chỉnh micro phù hợp bằng cách tránh hướng micro về phía loa nhằm hạn chế hiện tượng hú rè hay hướng về phía những nguồn phát ra tiếng ồn tạp âm. Cho dù các micro hiện đại có khả năng loại bỏ tạp âm cực tốt, nhưng với những nguồn tiếng ồn lớn, khả năng lọc âm sẽ bị hạn chế ít nhiều. Vì vậy, hãy luôn lưu ý tới vị trí micro và vị trí đứng của bạn để tránh việc tự tay làm hỏng màn trình diễn của mình. Hãy luôn nhớ rằng khoảng cách hợp lý từ miệng đến micro là 2,5 cm. Đối với những nốt nhạc bình thường, khi hát những nốt cao hãy từ từ đưa micro ra xa miệng để làm dịu âm thanh phát ra loa. Những nốt sâu lắng thì bạn hãy để gần micro hơn, nhưng đừng để micro chạm miệng. Nhiều người hát karaoke với những loại micro cột, điều này sẽ khiến màn trình diễn của họ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, kể cả có giá đỡ, việc bạn di chuyển cũng khá quan trọng. Hãy lưu ý khi di chuyển cơ thể, bạn cũng cần phải di chuyển luôn cả giá đỡ của micro. Với bất kỳ loại micro nào khi hát, bạn nên hạn chế dùng tay che đi phần trục micro để âm thanh thu vào được trọn vẹn đầy đủ. Bên cạnh đó, tránh thở quá mạnh vào micro tạo ra những âm thanh khó chịu, thậm chí là khiến người nghe giật mình. Và cuối cùng, việc kiên trì tập luyện là một điều quan trọng. Hãy nhớ các sĩ chuyên nghiệp họ vẫn thường luyện thanh thường xuyên, và nếu bạn yêu thích ca hát, đừng bỏ qua việc luyện thanh của mình. Trong quá trình đó, bạn sẽ học được cách cầm micro, cách di chuyển và có vị trí micro hợp lý để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.